Trao đổi với báo chí sáng ngày 17 tháng 1, Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, trưởng Công an huyện Thanh Sơn, xác nhận trên địa bàn xã Võ Miễu vừa xảy ra vụ việc ba cha con tử vong trong nhà. Hiện Công an huyện phối hợp lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, ông Cường cho biết thêm. Còn ông Nguyễn Trung Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Võ Miễu, cho biết sáng nay xã nhận được tin báo tại xóm Thanh Hà người dân phát hiện ba cha con tử vong ở trên giường. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 17 tháng 1, người dân tá hỏa phát hiện ba bố con anh Trần Minh Hát, 31 tuổi, tử vong ở trên giường ở nhà riêng, bên cạnh có thư tuyệt mệnh. Hai cháu bé tử vong là Trần L.A., 7 tuổi và Trần B.N., 6 tuổi. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Võ Miếu cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao ông Hát và hai con tử vong. Vợ ông Hát thì sáng nay mới từ nhà mẹ đẻ về. Theo lãnh đạo xã Võ Miếu, tối ngày 16 tháng 1, sau trận cãi cự thì vợ anh Hoàng bỏ về nhà mẹ đẻ cách đó chừng 40 km. Trong nhà lúc này chỉ còn ba bố con anh Hoàng và bố đẻ anh Hoàng. Tuy nhiên ông cụ say rượu nên đến sáng tỉnh dậy đã phát hiện ba bố con anh Hoàng tử vong trên giường. Chúng tôi đang nghi ngờ Hoàng sát hại hai con sau đó tự sát. Nhà chức trách cũng phát hiện bức thư tuyệt mệnh, anh Hoàng viết rằng hãy đưa ba bố con đi hỏa thiêu và dặn dò người thân về một số khoản tiền, lãnh đạo xã nói. Trước đó, ngày 16 tháng 1, tại tỉnh Lai Châu xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm ba người tử vong, một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1, tại bản Co Phày, xã Mường Cang, Lường Văn Sáu, 28 tuổi, dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến bà Vàng Thị S, 53 tuổi, mẹ của Sáu, tử vong. Em trai Sáu là Lường Văn Hát, 22 tuổi, lao vào can ngăn cũng bị Sáu dùng dao đâm, chém nhiều nhát, Hát bỏ chạy ra khỏi nhà và kêu cứu. Chưa dừng lại, Sáu tiếp tục cầm dao chạy ra cổng và đâm, chém nhiều nhát vào người bố đẻ là Lường Văn P, khiến ông P tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sáu quay vào nhà và dùng dao tự cắt cổ mình. Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an huyện Than Uyên đã có mặt khống chế và đưa Sáu đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Than Uyên, nhưng do vết thương quá nặng nên Sáu đã tử vong sau đó. Còn em Hát sau khi bị anh trai đâm, chém trọng thương bỏ chạy ra khỏi nhà thì được người dân cùng bản đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Than Uyên, hiện nay tình trạng sức khỏe đang nguy kịch. Theo ông Khơi, vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu thụ lý điều tra, làm rõ.